xôm chùn rường ọc rùm kraum chom nọc chương thả bộ rõ buôn nẹ chlúc khỉa đàn đàm phái xoài môi nâng mìa rương ni miền đồng nà đôi tỏ từ miền bộ rõ buôn nẹ tờ rốc riêng xa là xa ai krong cả tạ sẽ là mô hà nô cổ lúc riêng xa là xa nụ chọc sọc group hơi còn lìa cừu đàm bay vừa trở lọc một sọc vinh lúc một đó bẹ con đá plơ bộ rõ tiếng bồn nẹ nụ ban khơi tức băng môi con lành đài miền tức khla chvênh tại bụ kê mình đăng tha nơi khăn ông tức nụ miền bử nụ tê bộ rõ tiếng bồn nẹ có dọc tức nụ một lục liền mục hời bộ kê có bị cạp này tiếng ọc nìa đài chỉ hẹt phở aoi bộ kê mần ai trở lọc mộc tia riêng riêng khuôn vinh bàn bộ rõ mần nẹ bàn nẹ dây thà bao giờ ngô ngực tiếng bồn nẹ đôi chân nè tờ bộ dương phơ mạch bàn à hà si bộ rõ mần nẹ tiết chlai tọp thà cả anh nơi miền phân nạch phlư anh bàn school bộ xuyên rộp bò sạch mùi con lành đại miền phái xoay bộ rõ mần nẹ tiết chlai thà bà anh đăng thà bẹt ủ xuyên nơi tì nà bà gót dương trời nông nìa xong đào tư tì nô bộ rõ mần nẹ tiết chlai thà bà nẹ thằng ốc nìa nị dây hình chấn khi ông có đôi chút rộp school con lành nô đai có bần tài phải xoáy miền tèm muối nụ tê. Bê nụ bố rõ mà nẹ tiết có chlai thà. Pró sân bà miền nẹ nà cục trời phải xoáy nụ ở chú mau. Khi nhóm nâng chập, mần ôi vì chú đó đây nụ tê. Bố rõ bị ca tèng buồn nẹ nụ, lúc chùm nụm khỉ rồi hơi. Bố kê có bọ buồn nìa, từ con lại ủ xuyên rộ bọ sạch đánh. Đã bây từ rộp bè phải xoáy nụ. Lúc bộ kê tiếng bồn nẹ, phơ đâm nào từ đó ổ xuyên sạch. Có bàn chú bà tiết nâng đám xoài mùi mèn. Sạp tài miền bồ rõm nẹ, khăn ông châm nóng bồn nẹ. Có dọc đâm bong, cục phái xoài nụ. Sạp tài, viết lẹ cho một rộng. Hai miền bồ rõm nẹ tiết, có sở vá chắp. Đôi mần ôi xoài nụ, thì lẹ đó đầy lời. Mà lo hơi, xoài nụ. Bạn bài chỉ buôn chồng này, trở phần này bỏ rõ tiếng buôn nè. Bư, đang nâng nông tực bằng nú, có rồi lý bạc ở từ. Thử ơi bụ kế, miên phần này phần đôi mình nụ thò mặt đá vinh. Bộ rõ tiếng buôn, cả bà bàn phần này hơi, bàn khởi anh phần này nụ, có đoàn đàm khỉa. Tớ bình sốc chất, nôm khỉa tớ bật đăng trái cọng, đòi bạp bì đâm nà rướng. Tì 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 khỉa. Chai cọng. Pì chà ra nà khát kết đây. Ôi bò rò tiếng bồn nẹ bùm bàn. Có. Bong quap ôi. Bò rò tiếng bồn nẹ nu. Tôi tu bong cung. Prèm hạc sát. Nơi đồng nà dạy kết đây rương. Đâm bầy ôi prèm hạc sát. Trung. Đọc sài rương nè ôi. Rì ai ông prèm hạc sát. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh mình nhẹ nốt, bị bố. Kế chỉ nhẹ tớ tuôn bàn phái xoay môn kế. Bộ rõ tàng bốn nhẹ nốt, bề đài tớ tuôn bàn ca khắc đây bị bèm hạc sát hai mộc. Bộ kế tàng bốn nhẹ, có tớ tuôn dô prom, phơ tàm bọn tùl. Hời, bộ kế có ra thoái bằng cung bèm hạc sát, trở lọc từ tiệt vinh tử. Bề bộ kế tàng bốn nhẹ, thưa đồng nào trở lọc một tế vinh, nơi tạm phở. Sạp tài miên bố rõ mà nẹ,
khơi cầm nọp mì mùi bộ kế có nôm khía chọc chích đã bây giờ cầm nọp mì nu bê đại chích cầm nọp mì nu bọn đà bộ rõ mẹ mẹ miên ca kết xem xem khía đòi bộ rõ là tiết chọn bàn mì nu tràn chiến kế hai nẹp xem tiết có kết đôi chân hồ đài rồi hai có miên ca khoai cầm nứt khía ông bì ca chạy mì nu bộ rõ đại khơi môn kế cốt cân tha quạt trở tại bàn tràn chiến kê đại xa quạt bàn khơi hỏi quạt bàn pra cầm lăng đảm bầy chui chích đôi kê đài bộ rõ tiếng buôn nẹ nu cho chê khní mặt đạch sẵn là sọ tớp nôm khní tớp bà đăng trái cầm đảm bầy ai đọc sài rừng rộ bọc luôn bần tay trái cầm nơi tay mặt ai đọc sài rừng nụ bàn ôi bộ rõ tiếng buồn nẹ nụ từ bộ kê bằng khom chất từ gặp phải bằng cung bệ mô hạc sát đảm bầy chuỗi đọc sài rương nụ hỏi bộ kê có ban tu bệ mô hạc sát tam nằm nà rương mà nẹ mà đòn mà nẹ mà đòn rì ai trông bệ mô hạc sát trông bàn bì chà rà nà sài nhul đọc nà rương hỏi bệ ong có ban xâm rạch chất thà មាសនោះត្រូវតែចែកជា 7 ឲ្យក្រាបថ្វាយបង្គំលាទៅលំនៅឋានរៀងរៀងខ្លួនរឿងអប់រំក្រោមចំណងជើងថាបរិយ៤នាក់ឆ្លុះគ្នាដណ្ដើមផ្លែស្វាយមួយនឹងមាសដែលបងប្អូននិងលោកស្រីកំពុងតែតាមដានទស្សនានិងសម្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ.